Một trong những loài có độc tố tự nhiên tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm bất cứ lúc nào và có thể gây chết người là sò biển. Ngộ độc thực phẩm do sò biển chủ yếu xảy ra ở các địa phương có sẵn nguồn nguyên liệu thực phẩm chứa độc tố tự nhiên như miền Duyên Hải, khu vực ven biển nói chung và huyện Cần Giờ nói riêng, cho thấy vấn đề sử dụng con sò làm thực phẩm của người dân tại huyện Cần Giờ là rất đáng báo động. Điều đáng nói là nguyên nhân xảy ra ngộ độc thực phẩm do sò biển thường là do người dân nhầm lẫn giữa con sam không có độc tố và con sò họ sam có độc tố. Rất khó phân biệt giữa con sam còn nhỏ với con sò đã lớn. Tuy nhiên, giữa sò và sam vẫn có vài đặc điểm khác biệt giúp ta nhận biết được đâu là sò và đâu là sam. Con sò thường sống ở vùng sình lầy ven bờ vịnh Bắc Bộ, miền Trung và Nam Bộ, có chiều dài thân không quá 20-25cm, không kể đuôi, khối lượng nhỏ hơn 1kg, toàn thân màu xanh đậm, đuôi không có gờ mặt lưng, tiết diện cắt ngang của đuôi có dạng hình trứng hay tròn. Con sam còn được gọi là sam đuôi tam giác, hiện diện từ Quảng Ninh đến Ninh Thuận. Con sam thường có kích thước 17-34cm, nặng 3,8kg, đuôi với tiết diện ngang hình tam giác. Rìa cuối cùng của phần bụng ở mặt lưng có 3 gai cứng, một gai ở giữa và hai gai ở hai bên. Độc tính, triệu chứng của sò biển. Sò là loài cực độc vì trong sò có chứa độc tố rất nguy hiểm. Độc tố được tập trung chủ yếu trong buồng trứng của con sò. Trong mùa sinh sản, mức độ sản sinh ra độc tố số lượng lớn. Độc tố từ buồng trứng có thể lây lan sang các bộ phận khác của sò. Khi ăn phải, độc tố hấp thu vào cơ thể một cách nhanh chóng và chỉ sau 30 phút đến 2 giờ sẽ có cảm giác tê môi và đầu lưỡi, đau bụng, vã mồ hôi, giãn đồng tử, tăng tiết đạm nhớt, nôn ói, tụt huyết áp, co giật, liệt hô hấp, hôn mê và có thể tử vong nếu bệnh nhân không được đưa đến bệnh viện kịp thời. Hiện thế giới chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho ngộ độc con sò. Điều đáng nói là độc tố không bị tiêu diệt bởi nhiệt độ cao, do đó khi nấu chín, thịt sò vẫn còn độc hại. Xử lý khi bị ngộ độc do ăn con sò biển. Ngưng ngay việc sử dụng thức ăn nghi ngờ gây ngộ độc. Uống nước gây nôn. Đối với người bệnh từ 2 tuổi trở lên còn tỉnh táo, mới ăn trong vòng 1 giờ chưa nôn. Lưu ý, tuyệt đối không gây nôn đối với trẻ sơ sinh từ 0 đến 12 tháng tuổi. Gọi cấp cứu hoặc nhân viên y tế gần nhất hoặc khẩn trương đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. Giữ lại thức ăn bao gồm cả vỏ sò, thịt, kể cả chất nôn của người bệnh để giúp cho việc xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Thực tế cũng khó phân biệt con sam không độc và con sò có độc. Vì vậy, tuyệt đối không ăn thử con sò, không ăn khi chưa phân biệt rõ con sam và con sò và phải rất cẩn trọng khi ăn sam để tránh bị ngộ độc thực phẩm.